rồi không nắm lấy được thì thôi. Kyung Min quyết định tiến hành kế hoạch cuối cùng. Anh liên hệ với các phóng viên chuyên về bạo lực học đường, kể cho họ mọi cái tên từng tham gia bạo lực, tạo thành một danh sách tung lên mạng. Sau đó Kyung Min trốn trong xe của giáo viên chủ nhiệm, tiêm cho ông ta một mũi thuốc mê rồi đẩy ông ta tới phòng làm việc. Khi đó khi ông ta tỉnh lại liền nhìn thấy động mạch ở hai tay mình đã bị cắt đứt rồi. Lúc này thầy chủ nhiệm mới nhận ra người trước mắt, nhận ra thì đã muộn. Kyung Min gọi điện thoại giúp ông rồi xuống dưới sân giải hai chiếc cặp đầy rách ra đất, vứt cả điện thoại xuống đó luôn. Không lâu sau Yong Suk nhận được tin nhắn của Kyung Min liền chạy tới nơi này. Kyung Min đưa hắn lên chỗ sân thượng mà Chun bị đẩy xuống. Khi đó lúc này các bạn học đã đến đứng đầy dưới sân. Thì ra là do Kyung Min đã gửi tin nhắn cho họ, nói rằng ở đây có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của họ. Họ cũng sợ bị bạo lực mạng nên vội vàng chen nhau tìm đột, chẳng ai quan tâm đến tiếng kêu cứu bên trong điện thoại. Cứu tôi với, có ai không? Bọn họ vẫn lựa chọn trơ mắt đứng nhìn giống như khi đó, một lũ lợn chỉ biết mỗi bản thân mình. Kyung Min vô cảm nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, không hề chú ý tới Yong Suk sát khí đằng đằng phía sau. Cậu cho rằng tôi muốn giết Chun à? Nếu tôi mà không giết cậu ấy thì chúng ta sẽ phải tiếp tục sống trong cảnh địa ngục đó, bị sỉ nhục, bị đánh, trở thành đồ chơi của mọi người. Là tôi đã cứu cậu ra khỏi cái địa ngục sống đó, cậu không biết ơn thì thôi đi. Vì sao lại còn làm như vậy hả? Cậu tưởng tôi giết Chun xong thì sẽ dễ chịu à? Mỗi ngày tôi đều gặp ác mộng, khó khăn lắm mới quên đi được nó. Vì sao cậu lại xuất hiện cơ chứ? Vì sao lại khiến tôi nhớ lại những thứ ấy hả? Sự thật thì quan trọng lắm à? Tôi cảm thấy sống mới là quan trọng nhất. Thấy Kyung Min đang dần ngất đi, dưới sân truyền đến tiếng xe cảnh sát. Cuối cùng Yong Suk bất lực thả Kyung Min ra. Khi hắn quay người đi rời đi, Kyung Min liền lấy còng khóa hai người lại với nhau, rồi lôi hắn cùng nhảy từ trên sân thượng xuống để tạ lỗi với Chun. Họ từng là những người bạn thân thiết nhất, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Có lẽ so với những tên tội phạm bạo lực học đường thật sự thì những người mong được tư bản nâng đỡ rồi đi xung xe kia mới đáng sợ hơn.